chúng ta sẽ tìm hiểu về sự biệt hóa nguyên bào Nga và sự tạo Nga răng. Thì nguyên bào Nga về mặt phát triển cơ thể và chức năng, nó có mối liên hệ với nguyên bào xương và nguyên bào sọ. Chúng là những tế bào chuyên biệt của mô liên kết phát triển từ tế bào của nhú răng. Khi mầm răng đạt đến giai đoạn chuông thì chức năng của chúng là tạo thành, duy trì và sửa chữa Nga răng. Sự biệt hóa của nguyên bào Nga sẽ được bắt đầu dưới ảnh hưởng của màng đáy ngay tại vị trí gề cắn đỉnh múi. Thì màng đáy chính là cái màng được tổng hợp và biến đổi nhờ biểu mô men lớp trong. Thì trước tiên, các tế bào ngoại vi của nhú răng sẽ có dạng hình sao, nhân tròn, lớn, ít bào tương. Do đó, các tế bào này biệt hóa bằng cách tăng lượng bào quang, nhân sẽ di chuyển về phía cực đáy. Do đó, từ dạng hình sao ban đầu, chúng sẽ chuyển thành dạng trụ thấp. Thì ở đây, chúng ta phải lưu ý về vị trí cực đáy và cực xa của nguyên bào Nga. Nó sẽ khác với cực đáy và cực xa của nguyên bào men. Thì về để đơn giản hơn, thì như bài trước, chúng ta biết ở nguyên bào men, cực đáy của nó sẽ là ở phía bên trên. Còn cực xa hay cực chóp của nguyên bào men sẽ hướng về phía nguyên bào Nga, tức là hướng xuống dưới. Còn ở nguyên bào Nga, cực đáy của nó lúc này sẽ là ở dưới, tức là hướng về phía chóp. Và cực xa của nó sẽ hướng lên trên, tức là hướng về phía nguyên bào men. Sở dĩ có sự khác nhau này là bởi vì nguyên bào Nga và nguyên bào men nó xếp đối diện với nhau. Do đó, chúng ta cần phải nhận biết được hai cực của nguyên bào men và nguyên bào Nga. Thì sau khi trở thành dạng trụ thấp, các tế bào này nó tiến sát lại với nhau, xếp thành một hàng dọc theo ngoại vi của nhú răng và trở thành tiền nguyên bào Nga. Lúc này tại cực xa, tức là cái cực hướng về phía nguyên bào men ở trên, sẽ xuất hiện nhú bào tương và hình thành các dải ngang tận cùng. Đây là vị trí của các dải ngang tận cùng. Thì cái dải ngang này nó có tác dụng duy trì sự tiếp xúc giữa các tiền nguyên bào Nga với nhau, cũng như cô lập khoảng gian bào của nguyên bào Nga với màng đáy. Và giai đoạn biệt hóa sau cùng của các tế bào ngoại vi nhú răng này được đặc trưng bởi việc ngưng giãn khoang. Hình dạng của tế bào chúng thay đổi, khoang tế bào lớn hơn, có sự tăng về thể tích bào tương cũng như là tăng số lượng và sắp xếp lại hàng loạt các bào quan khác, và ngưng tiết collagen tiếp 3, trở thành tế bào chết tiết chuyên biệt cao. Ở cực xa của chúng lúc này đã hình thành nên các nhú bào tương lớn, sẽ là nhú nguyên bào Nga tương lai. Như vậy, nguyên bào Nga sẽ được biệt hóa cho một môi trường có sẵn của nhú răng, và cái môi trường này nó sẽ trở thành chất căn bản Nga sau này. Thì sau khi trải qua giai đoạn biệt hóa của tiền nguyên bào Nga thành tiền nguyên bào non, thì nguyên bào Nga trưởng thành lúc này là một tế bào hình trụ mảnh, có các đuôi bào tương dày và lớn lên liên tục, gọi là đuôi nguyên bào Nga hay là nhú nguyên bào Nga. Như đã nhắc thì hệ thống dải ngang tận cùng nó sẽ giúp liên kết các nguyên bào Nga và phản gian bào ở phía Nga răng. Nó tạo nên một ranh giới giữa cực xa ít bào quang của các đuôi nguyên bào Nga với phần bào tương do bào quang ở thân nguyên bào Nga. Thì cũng tương tự như ở nguyên bào men, thì nguyên bào Nga nó cũng có các tiếp xúc thể nối và khúc khe ở các thành bên, sẽ tạo thành những phức hợp kết nối làm cho lớp nguyên bào Nga này trở thành một màng thấm chọn lọc, giúp kiểm soát sự qua lại các phân tử ion, nhất là ion canxi và phốt pho. Thì trong phần bào tương ở thân nguyên bào Nga, các bào quang được sắp xếp bằng cách có trật tự, nhân của nó nằm về phía đáy. Bộ máy Golgi thì mở rộng nằm giữa hai vùng chứa nhiều khoang lưới nội bào. Thì các lưới này nằm song song với trục của tế bào. Còn ở phần đuôi nguyên bào Nga, nó như là một góc có nhiều nhánh bào tương mảnh và tương đối ngắn. Nó chứa các tia thể, túi và các hạt tiết. Ngoài ra còn có một số mạch máu sẽ len lỏi vào lớp nguyên bào Nga
và các dây thần kinh không myelin cũng chạy vào lớp nghi mờ ngà này, đi vào các ống ngà cùng với đường nghi mờ ngà. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về các cấu trúc của ngà. Về đường tiếp nối men ngà thì trước khi các tế bào ngoại vi của nhú gan biệt hóa hoàn toàn thành nghi mờ ngà sẽ có một lá nền tương tự như màng đáy nằm giữa biểu bô men lớp trong và nhú gan. Thì lá nền này nó sẽ thể hiện là đường tiếp nối men ngà tương lai. Thì ngay trước và trong suốt quá trình biệt hóa của nguyên bào ngà, màng đáy hay là màng tiên tạo sẽ dày dần lên, chúng chứa nhiều sợi nhỏ mảnh hình dạng không đều, đường kính khoảng 10 nanomet, sợi này gần như vuông góc với lá nền. Thì khi nguyên bào ngà tạo tiền ngà, mặt ngoài của lá nền nó sẽ lượn sóng đi theo nguyên bào men, chế tiết các khung men, và các đường viền lượn sóng này sẽ là tiếp nối men ngà. Còn mặt trong sẽ tựa trên lớp đệm sợi, lớp này sau khi được kháng hóa sẽ trở thành vùng ngoại vi của ngà gan, tạo thành lớp ngà vỏ, tức là lớp ngoài cùng của ngà gan. Ngà vỏ chính là sản phẩm của nguyên bào ngà non, chúng sẽ tạo thành lớp ngoài cùng của ngà và có các đặc điểm quan trọng là chứa nhiều sợi collagen dày đặc. Các sợi này sẽ vuông góc với đường tiếp nối men ngà và chúng cũng chứa nhiều nhú nguyên bào ngà phân nhánh hay là sự phân nhánh của các đường nguyên bào ngà. Chúng ta có thể thấy sự phân nhánh của các đường nguyên bào ngà. Thì như đã nhắc ở bài phương thức tạo men, nếu như một số ít phần phân nhánh của đường nguyên bào ngà này nó phát triển ra phía ngoài đi vào khoảng gian bào giữa các tiền nguyên bào men, thì sau khi vùng này bị kháng hóa thì các nhú này nó sẽ bị vùi trong men, gọi là suốt men hay là thoi men. Thì khu ngà của ngà vỏ sẽ không đồng nhất, độ kháng hóa thấp và không có đường tăng trưởng, và mặt tiếp giáp giữa ngà vỏ và men gan có dạng lượn sóng là đường tiếp nối men ngà. Về sự tạo thành ngà vanh tủy và ngà giáng ống, thì ngà vanh tủy và ngà giáng ống có thể không có sự phân biệt. Trên thực tế thì có tác giả định nghĩa là ngà vanh tủy chính là lớp ngà ở phía trong gần với tủy gan. Lúc này ngà giáng ống sẽ là phần ngà gan còn lại nằm giữa các ống ngà. Thì ngà vanh tủy được thành lập ngay sau khi có ngà vỏ, tức là lúc nguyên bào ngà đã rút khỏi vùng ngà vỏ. Khi đó toàn bộ khuôn hữu cơ của ngà gan sẽ do nguyên bào ngà chế tiết. Thì các thành phần collagen của khuôn hữu cơ sẽ gồm các sợi nhỏ có xu hướng vuông góc với nhú của nguyên bào ngà, đặc biệt thành phần phosphorin chỉ có ở ngà vanh tủy, không có ở ngà vỏ. Vậy sự có mặt của phosphorin này nó có ý nghĩa gì? Thì trước tiên ta sẽ nói về sự kháng hóa của ngà vỏ. Thì tại sao lại nói ngà vỏ là sản phẩm của nguyên bào ngà non? Bởi vì chính các nguyên bào ngà non này sẽ hình thành nên các túi khuôn, và các túi khuôn nó sẽ phơi màu cho sự kháng hóa của ngà vỏ. Và ngay sau khi ngà vỏ trải qua giai đoạn kháng hóa xong thì ngà vanh tủy sẽ được thành lập. Và sự kháng hóa của ngà vanh tủy chỉ bắt đầu khi tiền ngà đạt đến mức độ trưởng thành nhất định, và lúc này sẽ không có sự tạo ra các túi khuôn nữa. Do đó chính sự có mặt của thành phần phosphorin này sẽ giúp kháng hóa ngà vanh tủy. Chất tiền ngà mới được chế tiết ra sẽ không có khả năng kháng hóa ngay, mà trước tiên nó phải trải qua 3 giai đoạn để chuyển thành khuôn ngà hoặc khoáng. Thì quá trình này còn gọi là sự chuyển dạng phân tầng của tiền ngà, nó sẽ gồm có 3 pha. Và quá trình thoái phát kháng hóa của khuôn ngà sẽ xảy ra tại pha thứ 3, và cũng ở lớp này chúng ta sẽ thấy được mặt canxi hóa của nó. Chính vì vậy đường ranh giới giữa ngà đã kháng hóa và khuôn ngà nó sẽ không kề sát nhau, mà nó luôn cách nguyên bào ngà một khoảng 5-30 micromet. Còn ở sự tạo men nó không có khoảng cách này, tức không có sự tạo ra tiền men, vì ở men sự kháng hóa diễn ra rất nhanh. Thì ở các mặt kháng hóa này sẽ xuất hiện các hạt nhỏ gọi là các hạt canxi hay các hạt cầu canxi, và chúng chính là đặc điểm cấu trúc cơ bản của mặt hoạt động kháng hóa ở ngà gan.
thì sự phân hóa diễn ra là nhờ sự gắn kết của chúng. Và ngay sau khi các hạt canxi này hợp lại với nhau và lớp phân hóa trọn vẹn đầu tiên của ngà gan xuất hiện, thì hoạt động chế tiết và phân hóa tạo ngà quanh ống cũng bắt đầu. Thì ngà quanh ống sẽ là lớp ngà lót thành trong của ống ngà. Và phần khuôn hữu cơ của ngà quanh ống sẽ được tổng hợp bởi thân nguyên bào ngà, đưa đến đun nguyên bào ngà để đưa ra ngoại vi. Và các đun nguyên bào ngà sẽ tiết khuôn hữu cơ ra xung quanh. Khuôn này sẽ được tích lũy dần xen vào giữa các thành ống và màng tế bào. Qua một quá trình phân hóa nhanh, nó sẽ trở nên đồng nhất, dày đặc vào tinh thể apatit và không có các sợi collagen. Và ngà quanh ống sẽ cũng được tạo thành ở ngà thứ cấp sinh lý, nghĩa là ở một gan sống, nó sẽ được tạo ra trong suốt đời sống của gan. Vì vậy các ống ngà sẽ nhỏ nhỏ dần. Và đây chính là sơ đồ mô tả hình ảnh ngà quanh ống, ngà giang ống hay quanh tủy trong 3 giai đoạn hình thành thân gan. Thì giai đoạn đầu tiên là giai đoạn hình thành ngà quanh tủy nguyên phát, và giai đoạn thứ hai là ngay sau khi gan mọc, giai đoạn thứ ba là sau khi mọc vài năm. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ về cái sơ đồ này sau khi biết về cái loại ngà nguyên phát, thứ phát và ngà phản ứng. Thì ngà nguyên phát hay còn gọi là ngà thứ nhất, nó chính là toàn bộ các khối ngà hình thành trước khi chân gan đốm chóp. Còn ngà thứ phát hay là ngà thứ hai, ngà thứ phát sinh lý, nó sẽ được tạo ra trong điều kiện sinh lý sau khi chân gan đã đốm chóp. Thì giữa ngà thứ phát và nguyên phát sẽ có sự khác nhau giữa các chuyển hướng, các mật độ ống ngà. Và loại ngà thứ ba là ngà thứ phát sửa chữa, sẽ được hình thành do phản ứng bảo vệ từ phức hợp ngà tủy ở mặt tiếp giáp ngà tủy do các kích thích như là sâu, mòn gan. Thì phần ngà thứ ba này nó không liên tục với ngà thứ hai, có thể có mạch máu và các ngà dạng sỏi, không ống ngà. Và quay lại với sơ đồ, thì ở giai đoạn đầu tiên, tức là giai đoạn hình thành ngà quanh tủy nguyên phát, thì cái phần màu trắng này chính là phần ngà giang ống hay là ngà quanh tủy. Đây là vị trí của nó. Còn vị trí này là vị trí của đun nguyên bào ngà và xung quanh nó là các nguyên bào ngà. Lúc này ở trong lòng ống cũng đã có sự xuất hiện của ngà quanh ống, một lớp mỏng. Và ngay sau khi gan mọc, cái lớp ngà quanh ống này trở nên dày hơn, chiếm một phần diện tích của nguyên bào ngà. Và giai đoạn sau khi gan mọc vài năm, tức phần chân gan đã đóng chớp, thì sẽ có sự xuất hiện của lớp ngà thứ hai, vị trí lá cắt lớp ngà thứ hai. Thì như đã nói, ngà quanh ống sẽ được tạo thành trong suốt đời sống của gan, cho nên nó sẽ ngày càng làm nhỏ các ống ngà. Thì độ dày của ngà quanh ống nó sẽ không giống nhau giữa các ống ngà.